Vâng, vâng, xin chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với video nhìn lại một năm dự án NovaWorld Phanthiết. Vâng, hơn một năm qua dự án NovaWorld Phanthiết cũng đã triển khai rất nhiều hạng mục. Rất nhiều hạng mục đã được triển khai và chuẩn bị được bàn giao dành cho quý khách hàng rồi. Cùng với đó, rất nhiều cái tiện ích về hạ tầng cũng đã được triển khai. Và bây giờ, năm 2020 chính là cái thời điểm mà chúng ta sẽ nhìn lại cái dự án này đã triển khai được hạng mục nào rồi. Và đặc biệt là cái giá bán hiện nay của tất cả các phân khu thì Văn Học sẽ điểm lại cho quý vị để quý vị thấy nắm. Dành cho tất cả những khách hàng mới, khách hàng đã mua có thể nắm được tất cả các thông tin liên quan đến dự án NovaWorld Phanthiết này. Vâng, rất là tuyệt vời. Mời quý vị cùng đón xem cái video ngay sau đây. Văn Học rất vui có thể cùng quý vị nhìn lại một năm của dự án NovaWorld Phanthiết. Vì có rất nhiều khách hàng đã sở hữu sản phẩm từ đây, nhưng có thể khách hàng cũng không cập nhật được thông tin thường xuyên liên quan đến cái tiến độ của dự án này. Nhưng quý vị đừng lo, đến với kênh của Văn Học Novaland, tất cả thông tin về dự án Văn Học sẽ cập nhật quý vị thường xuyên. Và quay trở lại với NovaWorld Phanthiết, vì thời điểm lúc mở bán lúc đó chưa có nhiều hình ảnh nên Văn Học sẽ điểm lại một vài cái hình ảnh của thời điểm khoảng tháng 8/2019 để quý vị có thể hình dung nhé. Để rất nhiều khách hàng mua giai đoạn đầu tiên có nói Văn Học là sao dự án không thấy làm gì cả. Nhưng quý vị biết đó, một cái dự án thì công tác san lấp mặt bằng sẽ mất rất nhiều thời gian, đặc biệt là những sản phẩm nó nằm ở cái địa hình dốc nữa. Nhưng với khách hàng tin tưởng thì những ngôi nhà của khách hàng sẽ dần hình thành lên thôi ạ. Và bây giờ là cuối năm 2020, đầu năm 2021, vượt qua tất cả thì những phân khu đầu tiên đã được hình thành lên. Đầu tiên phải kể đến chính là khu vực biển. Đây là khu công viên biển 16 hectare, tại đây có rất nhiều tiện ích vui chơi giải trí. Khu vực này có một bờ biển cực kỳ đẹp với độ thoải rất là tuyệt, rất phù hợp cho khách hàng yêu thích những môn thể thao biển, những môn thể thao dưới nước. Khu vực bờ biển đã được hoàn thành xong, đang đợi hoàn thiện thêm những hạng mục tiếp theo ở khu vui chơi nằm ở phía trên. Thứ hai chính là shop house trục đường biển. Đây có thể gọi là con gà để trứng vàng của những căn shop house tại đây, vì số lượng thì rất là giới hạn. Có lẽ đây là những căn shop house giá trị tuyệt vời nhất dành để kinh doanh, với tỷ lệ những căn shop house tại đây là một căn shop house là phục vụ trong khoảng 100 căn nhà phố biệt thự của cái dự án này nha quý vị. Shop house tại đây thì có tầm khoảng 140 căn thôi. Diện tích nó từ 4x22, 5x25, 7x25 và 8x22. Tùy vào diện tích, cái giá bán hiện nay nó dao động từ 11 tỷ cho đến 18 tỷ đồng một căn. Giá đã bao gồm 10% VAT. Với sản phẩm này thì để khai thác đồng bộ thì nó sẽ có cái đơn vị vận hành cho quý vị liên tục 5 năm. Lợi nhuận thì cũng cam kết theo loại diện tích nha quý vị. Dòng sản phẩm này cũng sẽ được bàn giao vào khoảng tháng 5/2021, tức là khoảng 4 tháng sau thôi. Sẽ được nhận nhà và sẽ được hoàn thiện nội thất và đưa vào khai thác cho quý vị. Vượt qua khu vực shop house, chúng ta sẽ đến với những căn biệt thự đồi. Đây là những căn biệt thự khu vực Florida. Đây là những căn biệt thự có một cái tầm view ra biển. Thì quý vị biết đó, những căn biệt thự view biển thì giá trị lúc nào cũng tuyệt rồi nha quý vị. Mặc dù biển có thể nhìn thấy xa, nhưng mà cảm giác nhìn ra biển mênh mông rộng lớn thì đôi mắt chúng ta sẽ cảm thấy rất là bao la, rất là thoải mái. Với những căn biệt thự đang hình thành lên thì nó là những căn biệt thự ở khu 2. Sản phẩm chủ đạo tại đây sẽ là 10x20 và 12x20. Sản phẩm tại đây thì chủ đầu tư đã bán hết. Những căn biệt thự này sẽ được bàn giao từ tháng 7/2021. Trên hình ảnh quý vị thấy là những căn biệt thự này hầu như đã cất nóc rồi nha quý vị. Những khách hàng mà sở hữu căn biệt thự này chắc chắn khách hàng sẽ rất hài lòng, vì nó sẽ bàn giao trước cái thời hạn cho quý vị luôn. Đi qua khu 2 thì chúng ta sẽ đến với khu 3, 4, 5, 6 và 7. Những khu vực này thì đã được san lấp tạo hình đường đi. Một số khu vực đang được xây dựng những căn nhà phố biệt thự, thì đó là những căn ở khu 7 nha quý vị. Sản phẩm ở những cái khu vực còn lại này thì rất là đa dạng cho quý vị lựa chọn. Tuy nhiên thì cái sản phẩm ở tại đây thì cũng không còn nhiều. Và cái giá bán mà Văn Học chia sẻ với quý vị ngay sau đây là cái giá bán cũng đã bao gồm 10% VAT nha quý vị. Bây giờ quý vị vô mua là quý vị sẽ ký đậm mua bán luôn. Nhỏ nhất tại cái khu vực này phải kể đến đó là dòng sản phẩm 5x20. Thì cái giá hiện nay của nó tầm khoảng 4,9 tỷ đồng một căn. Những cái sản phẩm đó thì sẽ nằm ở khu vực này nha quý vị. Tiếp theo là dòng sản phẩm 6x20, thì giá của nó là 5,5 tỷ đồng một căn. Sản phẩm đó nó sẽ nằm ở khu vực này. Tiếp theo là những căn townhouse 6x24, giá 7,6 tỷ đồng một căn. Những sản phẩm này thì nó nằm ở đường với lộ giới là 24m. Những căn này là quý vị có thể kinh doanh được nha quý vị. Tiếp theo là dòng sản phẩm 8x20 biệt thự song lập.
Giá hiện nay 7,5 tỷ đồng một căn. Sản phẩm nó sẽ nằm ở khu vực này. Số lượng cũng không còn nhiều nha quý vị. Tiếp theo là dòng sản phẩm 10x20, giá 8,7 tỷ đồng một căn. Và cuối cùng là dòng sản phẩm 12x20, giá từ 10,5 tỷ đồng một căn. Đặc biệt những cái căn 12x20 này view tuyệt đẹp nha quý vị. Phía sau nhà của quý vị có thể nhìn được ra biển, nhìn trực diện xuống cái thung lũng, chính là công viên giải trí 25 hecta. Đây là một công viên trò chơi vui chơi tại đây. Khu vực này sẽ rất là vui nhộn nha quý vị. Đi qua phân khu Florida, chúng ta sẽ đến với phân khu Festival. Khu vực này hiện nay đang còn cỏ, chưa có săn lấp hoàn toàn nha quý vị. Vì lộ trình tới 2026 mới nhận nhà, nên quý vị sở hữu căn tại đây thì cũng không cần phải nóng vội nha quý vị. Phân khu này điểm mạnh nó chính là lịch thanh toán. Với khách hàng yêu thích những căn nhà phố ở biển mà muốn lịch thanh toán nhẹ nhàng thì đây chính là cơ hội cho quý vị. Quý vị sở hữu một sản phẩm ở đây thì một tháng quý vị chỉ trả 1% thôi, từ giờ đến năm 2026 lận. Với sản phẩm ở phân khu Festival này thì cái giá bán sẽ chưa bao gồm 10% VAT nha quý vị. Sản phẩm tại đây thì có dòng sản phẩm như sau. Với một căn 6x20 thì giá 4,9 tỷ đồng một căn. Đây là căn nhà phố. Còn với căn biệt thự song lập 7,5x20 thì giá 6,4 tỷ đồng một căn. Đối phân khu Festival, nó chính là cái con đường lễ hội, nơi rất là nhộn nhịp, tất cả các môn vui chơi lễ hội thì sẽ tập trung tại đây. Đi qua phân khu Festival thì Văn Học sẽ mời quý vị đến với khu vực Golf Villa. Trên hình ảnh quý vị đã thấy, cái khu vực này cũng đã được tạo địa thế cho sân golf rồi. Lộ trình cũng khoảng cuối năm 2021 thôi, cũng sẽ hoàn thành cái sân golf này, để khách hàng đến đây có thể được vui chơi, giải trí trên cái sân golf tuyệt đẹp này. Và tại sân golf này thì cũng có những sản phẩm tuyệt vời, đó chính là những căn nhà phố, biệt thự sân golf. Sản phẩm tại đây thì giá bán của nó là chưa bao gồm 10% VAT nha quý vị. Đối với sản phẩm nhà phố 7x30 thì giá từ 9,8 tỷ đồng một căn. Biệt thự song lập 7,5x20 thì giá 7,8 tỷ đồng một căn. Biệt thự song lập 7,5x25 thì giá 9,2 tỷ đồng một căn. Biệt thự song lập 10x30 15,5 tỷ đồng một căn. Và biệt thự song lập 12x25 thì giá cũng 15,5 tỷ đồng một căn. Văn Học vừa cùng quý vị đi qua các phân khu và giá bán hiện nay của dự án Nova World Phan Thiết rồi. Ngoài ra còn nhiều các cái khu vực khác đang được triển khai, thì Văn Học sẽ cập nhật đến quý vị trong cái video cập nhật tiến độ dự án nha quý vị. Quý vị nhớ theo dõi và đón xem nhé. Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, sân bay Phan Thiết, sân bay Long Thành là những điểm rơi hạ tầng trong vòng 3 đến 5 năm tới, thì có đáng để quý vị sở hữu một căn ở siêu thành phố biển này hay không ạ? Và nếu là khách hàng quan tâm và theo dòng tiền thì quý vị nên mua sản phẩm nào? Văn Học sẽ tóm lược lại cho quý vị những cái thông tin sau đây để quý vị hãy nắm. Quý vị muốn sở hữu một ngôi nhà ở biển mà tầm tiền khoảng 5 tỷ thì quý vị chọn mua nhà phố 5x20 và 6x20. Quý vị muốn diện tích lớn hơn một chút thì quý vị có thể mua biệt thự song lập 8x20 giá khoảng 7,5 tỷ đồng một căn. Quý vị muốn mua cái sản phẩm mà hơi đặc biệt hơn xíu thì quý vị mua những căn nhà phố biệt thự ở khu vực Golf Villa thì giá từ 7,8 tỷ đồng một căn. Quý vị muốn sở hữu sản phẩm view biển thì quý vị nên chọn những căn biệt thự 12x20 giá khoảng 10,5 tỷ đồng một căn. Quý vị muốn mua để khai thác kinh doanh, tầm tiền quý vị trên 10 tỷ thì quý vị hãy mua shop house. Shop house này có đơn vị vận hành cho quý vị ngay trong năm 2021 này luôn, nên sẽ tạo ra cái doanh thu cho quý vị ngay và luôn. Chi tiết hơn thì quý vị hãy liên hệ Văn Học nhé, sẽ có rất nhiều thông tin hữu ích dành cho quý vị. Vâng, Văn Học vừa chia sẻ đến quý vị tất cả những cái gì của dự án Nova World Phan Thiết đã được triển khai đến năm 2020 này rồi. Quý vị nào có yêu thích cái sản phẩm này có thể gọi cho Văn Học tới số hotline 0888 373 777. Văn Học sẽ hỗ trợ đồng hành cùng quý vị. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian xem qua video này. Xin chào và hẹn gặp lại.